New York, 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 10 giờ sáng, 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Mr. Benya, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đội ngũ. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học Thánh Pháp Avitamma, bài 16, chương 3. Toát yếu các khía cạnh tâm sanh. Chức tức ba đã quan hình và kinh nạc các sân gá hả tiếp theo do Thượng tọa Tề Siêu biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ tâm bảo. Chúng con xin thành kính, đảnh lễ và cung thỉnh Thượng tọa hành các kinh lễ tâm bảo. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, khi thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhờ sa tu lần tên, chúng con thành kính đảnh lễ và chư thượng tọa minh hạnh. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa. Giác đạo từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, năm mùa của thời gian. Năm mùa của thời gian. Kính đề lễ chư Tổ Tuyệt Sư, đề lễ chư Tổng Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều cách định nghĩa, cũng như phân tích về thiện về ác, về tốt và xấu, và kể cả cái định nghĩa theo kinh tạng. Nhưng mà có lẽ là cái định nghĩa đặc biệt liên quan đến những cái thành tố hay là những cái chất liệu tạo nên thiện ác, tạo nên cái tốt và cái xấu đó, thì không có một cái bộ môn nào trong Phật học hay ngoài Phật học mà định nghĩa như trường hợp định nghĩa sáu nhân, nói về sáu nhân của tăng pháp Abhidhamma ở đây. Tâm thì có những cái tâm vô nhân và những cái tâm hữu nhân, đồng thời mặc dù mang tính đối lập nhưng mà cái sự hỗn hợp này lại không đều. Thí dụ như là trí tuệ đối lập với si, nhưng mà si thì có mặt trong tất cả tâm bất thiện, trong khi trí tuệ thì không hẳn có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Trái lại, bên tâm tịnh hảo, ở bên tâm bất thiện đó, thì tham và sân không bao giờ đi chung với nhau, nhưng mà ở trong tâm tịnh hảo thì vô tham và vô sân thì luôn luôn đi chung với nhau. Những khí lạnh như vậy cho chúng ta biết một số điều rất là quan trọng về những cái mà chúng ta gọi là thiện ác, tốt xấu,
Tuy nhiên, Thắng Pháp không phải chỉ dừng ở đó, còn đi xa hơn nữa. Khi đề cập đến các tâm, ví dụ như tái sinh của tâm dị nhân và tâm tam nhân chẳng hạn, đó là một câu chuyện rất dài. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện về sáu nhân này qua bài giảng của môn Thắng Pháp. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho phần bài học. Sau phần bài học, sau khi đọc xong phần bài học, chúng ta sẽ thương thỉnh Thượng Tọa Tự Xuyên giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nếu cho tôi sẽ thu nhận tay, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa cho đặng. Bài 16 chương 3 Toát yếu các khía cạnh tâm sân. Thức ba đa và kim nạc ca sẵn ra hạ. Hai, toát yếu về nhân. Hê tu sang ra hạ, nhân hê tu, lệ nhân tương ưng. Sampayu, ta hê tu, là căn của tâm pháp. Trên hữu nhân, sẽ có sức mạnh hơn tâm sinh vô nhân. Với sáu nhân tương ưng là tham, lô phá, sân, đồ hạ, đô sa, si, mô hạ, vô tham, a lô phá, vô sân, a đô sa, và vô si, a mô hạ. Ba nhân xấu và ba nhân tốt. Nhân tham luôn luôn đi với nhân si. Nhân sân luôn luôn đi với nhân si. Nhân si có thể đi với nhân tham, có thể đi với nhân sân, có thể đi một mình. Nhân vô tham luôn luôn đi với nhân vô sân và có thể đi với nhân vô si. Nhân vô sân luôn luôn đi với nhân vô tham và có thể đi với nhân vô si. Nhân vô si nhất định đồng sanh với hai nhân vô tham và vô si. Tâm theo nhân có bốn trường hợp. Tâm hữu tam nhân, tâm hữu nhị nhân, tâm hữu nhất nhân và tâm vô nhân. Tâm hữu tam nhân Hihetukachita, tức tâm có ba nhân tương ưng là 79 tâm hợp trí. Tâm hữu nhị nhân Tuihetukachita, tức tâm có hai nhân tương ưng là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 12 tâm dục giới tịnh hảo, vi trí. Tâm hữu nhất nhân Ekahetukachita, tức tâm chỉ có một nhân tương ưng, đó là 2 tâm si. Tâm vô nhân Ahetukachita, tức tâm không có nhân tương ưng, tức là 5 đôi thức, 2 tâm tiếp thầu, 3 tâm quan sát, 2 tâm khai môn, 1 tâm sinh thiếu. Bài học tiếp theo toát yếu về sự Icha Sangaha, biên soạn giáo trình theo tuệ siêu. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng Tọa tuệ siêu từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Thu Ratanatayasa. Kính lễ Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức trong room. Thân chào tất cả quý Tôn Nữ, quý Phật Tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về toát yếu vị nhân, một trong sáu khía cạnh của tâm. Trong bài kinh Chánh Kỳ Ký Samadhi Sutta, trung bộ kinh, tôn giả Sariputta ngài thuyết cho chư tỳ kheo nghe
về trường hợp một vị đệ tử Phật là có chánh kiến, trình bày nhiều cái khía cạnh mà liên quan đến cái bài học hôm nay đó. Khi một người biết thế nào là pháp thiện, thế nào là căn thiện, đó là chánh tri kiến của người ấy. Biết thế nào là pháp bất thiện và thế nào là căn bất thiện, đó là chánh tri kiến của người ấy. Qua đó chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta học để chúng ta biết về căn thiện, căn bất thiện, căn pháp, cái điều này cũng giúp cho chúng ta có được cái chánh kiến trong các pháp. Chữ nhân, chữ hy túc ở đây gọi là hay tú là nhân nhân, hay là samyutta hay tú là nhân tương ưng. Sẽ chỉ nói như vậy là vì chữ nhân trong chú giải thắng pháp thì nó có bốn trường hợp chữ hay túng. Upati hay túng tức là nhân sanh, cái này nó không có liên quan đến, nó không phải là nhân tương ưng, không liên quan đến cái gì, nhưng mà chỉ là thí dụ như thanh niên xuất phát tu đề giá đã bạch hỏi Đức Phật là cô khô phô vô tà mát hì tú cô bách chì vô thưa ngài, thưa Sammo Gotama, tức là thanh niên này, thanh niên Bà La Môn này đối với Đức Phật, do nhân gì cô hy túc cho duyên gì cô bách chay vô mà ở giữa loài người lại thấy có người ưu thắng và có người hạ liệt, thì Đức Phật ngài đã dạy rằng Kapaska Manawa Sata Kamada Yada Kamri Kamapanthu Kamapatisarna cấm mang sát tê quyền phát cho tí và đi đằng hình nắp đề tá và hệ tập ta và tí. Này thanh niên, chúng sinh có nghiệp là tài sản, có nghiệp là của thừa tự, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quý thuộc, nghiệp là chỗ nương tựa. Nghiệp phân loại chúng sanh
ưu thắng. Vâng. Cái bài kinh này là chúng ta học ngày hôm qua, chúng ta học hôm kia, hôm thứ sáu học hôm Pali đó, học cái lớp phản ứng Pali đó. Thì ở đây cái chữ cô hay túc, do nhân nào thì cái chữ hay túc đó gọi là upati. Hay túc là nhân sắc, là nguyên nhân mà nó sanh ra cái sự kiện đó. Cái chữ hê tú còn có cái nghĩa thứ hai đó, là ô tâm ba hê tú, tức là nhân trí thượng. Ở đây khi mà nói đến cái bài kệ mà Đức Thế Tôn đã dạy rằng giá đi săn quá pa tê vi chăng ta đi săn là phan tê pha lăng ca la dê ná ca rí ca la dê năng pa pa ca rí cha pa pa căng. Gieo giống nào gặt quả nấy, hãy làm lành thì được quả lành, và làm ác thì bị quả. Tức là nhân quả báo ứng, nhân quả báo ứng, nhân đó gọi là Uttama Hetu. Cho nên chữ nhân cái nghĩa thứ hai là nhân quả, nhân quả nghiệp báo. Chữ nhân hay tú nó còn có một trường hợp nữa gọi là satharana hay tú, là biến hành nhân. Tức là nhân ở trong thập nhị duyên duyên sinh, vô minh là nhân tạo ra hành, hành là nhân tạo ra thức, thức là nhân tạo ra danh sắc duyên lục nhập, duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu nguyên khổ u não. Thì như vậy sầu nguyên khổ u não và chết sầu nguyên khổ u não có mặt do nhân là sanh, sanh có mặt do nhân là nghiệp hữu. Vâng vâng. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là nhân phổ cập hay là nhân biến hành, rồi biến hành nhân. Thì ba nhân mà chúng tôi vừa kể đó là nhân sanh, nhân trí thượng và nhân biến hành. Thì ba nhân đó nó ở khía cạnh khác. Có một thứ nhân gọi là Sammayutta Hetu, là nhân tương ưng. Nhân tương ưng ở đây là những nhân tố tương ưng với tâm, và nó giống như là gốc rễ của tâm. Ví như cây nào mọc ở trên mặt đất và nó có cái rễ cọc
ăn cắm sâu xuống đất, thì cái cây đó nó vững, nó vững chắc kiên cố. Còn cây nào mà nó không có rễ cọc, chỉ có rễ chùm, nó bám trên mặt đất thôi, như là lau sậy chẳng hạn, hay cỏ, thì nó không có bền. Đúng vậy. Tâm nào mà nó có được những cái nhân tương ưng, như là nhân thiện, nhân bất thiện, tương ưng, thì tâm đó nó vững, nó mạnh, nó có sức mạnh. Còn như là tâm cơ năng, là tâm làm việc máy móc, như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hay tiếp thâu quan sát, hay ngũ môn, hay y môn, ứng cúng sinh tiếu chẳng hạn, thì những tâm đó là tâm vô nhân. Tâm này nó yếu thì bởi vì không có nhân tương ứng. Cho nên chữ nhân tương ứng ở đây, nhân ở đây tức là nhân tương ứng, nó đồng nghĩa với chữ lá. Tâm nào mà tương ưng nhân thì tâm đó được gọi là sa hê tu cá hay là sa mu la cá. Ở đây khi mà chúng ta nói đến các cái nhân tương ưng thì chúng ta phải biết rằng những nhân đó nó thuộc về hành quân, và chỉ có ở trong ba nhân bất thiện thì nó chỉ có ở trong cái tâm sở bất thiện mà thôi, tức là tham, sân, còn cái nhân tịnh hảo thì nó là những cái tâm sở tịnh hảo, vô tham, vô sân và vô si, tức là trí tuệ, sở hữu trí tuệ, tâm sở trí tuệ. Sở dĩ mà chúng ta nói vô tham, vô sân, vô si là nhân tịnh hảo, mà không nói là nhân thiện, là bởi vì vô sân vô si nó là nhân tương ưng với tâm thiện cũng có, mà nhân tương ưng với tâm vô ký tịnh hảo cũng có. Tâm vô ký tịnh hảo đây tức là tâm quả hữu nhân và tâm tố hữu nhân. Tâm quả, tâm tố là những cái tâm vô khí, tâm đó phi thiện, phi bất thiện. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nói là nhân thiện với nhân bất thiện thì chúng ta vẫn còn thiếu, bởi vì ở trong bộ giới bát cát, tức là bộ sám đối bộ thứ sáu của tạng diệu pháp, thì khi nói đến mu la yama căn thì không phải nói là sáu căn, mà nói đến chín căn, gọi là chín căn danh. Tham sân si nó thuộc về căn bất thiện, vô tham vô sân vô si mà hiệp với tâm thiện thì gọi là căn thiện. Mà nó hiệp tham sân si, mà nó hiệp vô tham vô sân vô si
Mà năm hiệp ở trong tâm quả hữu nhân và tâm tối hữu nhân, nói chung tức là hiện trong tâm vô ký thì gọi là nhân vô ký. Thì về ba nhân vô ký, ba nhân thiện, ba nhân thiện thì là chính căn, chính căn căn danh. Điều này chúng ta phải hiểu rõ và chúng ta phải nắm bắt biết. Như vậy thì trong cái việc học của chúng ta nó sẽ có nhiều cái lợi ích. Sau này mỗi khi mà đề cập đến tâm chi pháp, đó là 18 tâm vô nhân, thì chúng ta phải biết là tâm vô nhân. Nói tâm hữu nhân, chúng ta phải biết là tâm hữu nhân. Tâm gì? Động lực nhất nhân, động lực nhị nhân, động lực tam nhân, động lực đa nhân, chúng ta phải biết là tâm gì. Bởi vì trong thắng pháp mai mốt chúng ta sẽ học tới là khi đó quý vị không có kể tên tâm ra, mà chỉ nói là động lực nhất nhân hay động lực nhị nhân, động lực tam nhân, hoặc là động lực đa nhân. Hãy nhị nhân với tam nhân thì chúng ta gọi là đa nhân. Bây giờ chúng ta trở lại với cái ý nghĩa thưa quý vị, nhân tham tức là một thứ căn bất thiện mà nó có cái đặc tính là bám víu theo cảnh, dính mắc cảnh. Cho nên tâm tham nó tương ứng với tâm nào thì tâm đó gọi là tâm tham, hay là tâm căn tham, lô pháp mù lá chết tám. Còn nhân sân tức là căn sân, là một thứ căn bất thiện mà nó có cái đặc tính là hủy diệt đối tượng, dị ứng với đối tượng. Thì tâm sân nó hiệp tâm nào thì tâm đó gọi là tâm sân. Còn nhân si tức là căn si, một cái thứ căn bất thiện mà nó có tính chất là tốn tâm, u ám. Ngu mê. Căn si hay là nhân si là nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện.
Bởi vì tâm bất thiện bao giờ nó cũng bị vô minh chi phối, mà vô minh đó tức là si, là nhân si. Không có hiểu biết, không có sáng suốt. Thì như vậy nó đi kèm với si, đi kèm với vô tàm vũ quý phóng dật, thì nó sẽ khiến cho cái tâm bất thiện tạo nên những cái điều xấu như thân ác, khổ ác, ý ác, ý suy nghĩ ác. Cho nên căn bất thiện hay là nhân bất thiện, nó cũng giống như là cái hạt giống đắng, hạt giống của loài thảo mộc đắng. Còn nhân tình hảo, nhân vô tham là thứ căn tình hảo, nó có đặc tính là không dính mắc cảnh, vô nhiễm đối tượng, biết cảnh nhưng mà không có nhiễm cảnh. Giống như là cái lá sen hay lá môn, và khi những hạt sương rơi xuống hay những giọt mưa rơi xuống trên lá sen, thì lá sen nó không có, nó không có dính, không có dính nước, không khi mà gió thổi qua chiếc lá nó bị, nếu đất nó trao qua thì những cái giọt sương giọt mưa đó là nó rơi xuống khỏi cái lá sen hay lá môn. Nhân vô sân đô sát hay tốt một căn tịnh hảo, nó có cái tính chất mát mẻ, không có nóng, không có nóng nảy, không có nóng bức. Nó không có cái tính chất là quỷ diệt đối tượng. Hai cái đặc tính này, vô tham và vô sân, là đặc tính tiêu biểu của tâm tịnh hảo. Trong đó có cái tâm thiện, tâm quả và tâm tốt. Nhân si amoha hay túc, amoha hay túc ở đây chính là amoha mula, tức là căn vô si. Căn vô si đó là panjindriya cetasika, là tâm sở tuệ quyền hay là tâm sở trí tuệ. Thì ở đây khi mà chúng ta nói về sáu nhân, chúng ta phải hiểu qua cái nhân
bất thiện, nhân tham, không bao giờ nó kết hợp đi chung với nhân sân. Nhân tham và nhân sân nó cũng giống như lửa với nước, một cái nóng một cái lạnh, cho nên không bao giờ hòa hợp nhau được. Nhân tham nó chỉ đi với nhân si, nhân sân chỉ đi với nhân si. Và cái nhân si đi với tham để tạo ra cái tâm tham, nhân si đi với tạo ra cái tâm sân. Nhưng mà nhân si có thể đi độc lập một mình, đó chính là tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Khi mà chúng ta nói đến tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, chúng ta chớ có nghĩ rằng tâm tham nặng hay nhẹ hơn tâm sân, rồi tâm tham sân thì nó nặng hay nhẹ hơn tâm si, hoặc là tâm si nó quan trọng hơn tâm tham tâm sân. Không phải đâu thưa quý vị. Ở đây sở dĩ mà gọi là tâm tham là bởi vì cái tâm này nó có nhân tham làm tiêu biểu. Chứ kỳ thật cái tâm đó, cái tâm tham đó, nó có cả cái nhân si nữa, tức là vô minh. Rồi gọi là tâm sân là vì có cái nhân sân làm chính, làm yếu tố chính. Nhưng mà trong cái tâm sân vẫn có nhân si. Nhưng mà vì nhân si nó có mặt ở trong tâm tham, có mặt luôn cả trong tâm sân, cho nên nếu mà chúng ta gọi là cái tâm si thì chúng ta sẽ bị nhầm. Cho nên chúng ta lấy cái nào mà riêng biệt, chúng ta nói là tâm tham, tâm sân. Nhưng chúng ta phải hiểu ở trong đó có cái nhân si. Còn cái trường hợp có một loại tâm mà tương ưng với hoài nghi và tương ưng phóng dật, thì tâm đó nó không có nhân tham tương ưng, không có nhân sân tương ưng, mà nó chỉ duy nhất là có nhân si thôi, cho nên mới gọi là tâm si. Kỳ thật thì cái tâm si này nó nhẹ thể hơn là tâm tham, tâm sân. Tại sao? Vì tâm tham á, si ở đó nó cộng thêm, cho nên nó cứng cáp hơn. Cũng vậy, tâm sân nó có hai cái rễ cọc là nhân sân và nhân si. Nhưng mà tâm si thì chỉ có một rễ thôi, một rễ là nhân si. Cho nên chúng ta đừng có nhầm tưởng là tâm si nó quan trọng hơn. Cái câu mà nói rằng là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, mà Đức Phật nói rằng là
tham dễ dằn nhưng mà khó diệt, sân thì khó dằn nhưng mà dễ diệt, tức là tới A-na-hàm diệt được rồi. Còn si thì khó dằn mà cũng khó diệt. Ta đừng nghe nói như vậy chúng ta cứ nghĩ rằng là tâm si là khó dằn khó diệt, không phải. Là ở trong cái câu Phật câu nói tức là muốn chỉ cho cái nhân, nhân tham, nhân sân và nhân si, chứ không phải là ám chỉ cho tâm tham, tâm sân, tâm si. Bởi vì tâm si và nghi, thưa quý vị, chỉ tới bậc bậc A-na-hàm, y bậc tu đà quần đó là đã diệt trừ được rồi. Còn tâm sân thì A-na-hàm tức là bậc tam quả thì mới diệt được. Còn cái nhân tham với nhân si là vô minh thì cho hán toàn đoạn tuyệt mới đoạn trừ dứt điểm. Cho nên đây là ý nghĩa mà chúng ta nói kỹ hơn một chút xíu. Bây giờ chúng ta bước qua nói đến cái ở trường hợp nhân tình hảo. Ở trong bất thiện đó, thì cái nhân tham, nhân sân không bao giờ đi chung nhau. Vì hai cái đặc tính của hai pháp này nó tương phản với nhau. Trong khi đó thì ở trong cái tâm thiện hay là tâm tốt, tâm quả, tâm tình, vô ký, tâm vô ký tình hảo, thì vô tham, vô sân nó đi chung với nhau. Một đằng là biết cảnh mà không dính mắc cảnh, và một đằng là nó ổn định, ôn hòa cho pháp đồng sanh, làm cho cái pháp đồng sanh hạ nhiệt, không có nóng nảy khi mà biết cảnh. Cho nên cái phận sự của pháp nào thì nó biểu hiện theo pháp ấy, chứ không có cái gì là nghịch với nhau. Nhiễm và dính mắc và hủy hoại, hai cái đó nó khác nhau. Nhưng mà cái không nhiễm và không hủy hoại thì hai cái trạng thái không đó, đó nó đâu có gì là đối lập với nhau. Cho nên hai cái nhân này nó đi chung với nhau được. Có một điều nữa là tâm bất thiện, hễ tham có mặt thì phải có si, sân có mặt thì phải có si, và nhân si có thể đi một mình, đi đơn độc, nhưng đối với tâm tịnh hảo như tâm thiện vân vân. Thì tham, vô sân không nhất thiết là phải có vô si, phải có trí tuệ. Đó là trường hợp tâm thiện ly trí, tâm đại quả ly trí hay là tố ly trí. Cho nên vô si có thì tốt, và không có thì cũng được, không sao cả. Bất thiện thì không được, tâm bất thiện si mà
không có mặt với tham với sân thiện đức. Trong khi đó tâm thiện, tâm quả, tâm tố, tình hảo thì có những tâm vô, có nhân vô tham vô sân mà khỏi, mà không có nhân vô si cũng được. Và trong tâm bất thiện thì nhân si có thể đi độc lập, đi một mình ở trong cái tâm si nguyện nghi, si phóng dật. Nhưng mà đối với tâm tình hảo thì nhân vô si không thể đi độc lập, nên nó luôn luôn phải đi với vô tham và vô sân. Vì vậy cho nên khi mà phân loại ra thì hễ tâm nào mà tương ưng với trí tuệ thì tâm đó gọi là tâm tăng nhân. Bởi vì hễ có trí tuệ là phải có, hễ có vô si thì phải có vô tham vô sân, cho nên đó gọi là tâm tăng, tâm tam nhân. Còn trường hợp mà nói về tâm nhị nhân là những cái tâm đại thiện, đại quả, đại tố mà bất tương trí. Hả, bất tương trí tức là không có nhân vô si, chỉ có vô tham vô sân thôi, thì như vậy gọi là tâm nhị nhân. Tâm tham cũng gọi là tâm nhị nhân, bởi vì có nhân tham và nhân si. Tâm sân cũng là nhị nhân, vì nó có vô tham và nó có nhân tham, nhân sân và nhân si. Đó chúng ta gọi là tâm nhị nhân. Lý hệ thu các chi tắc. Rồi bây giờ nói đến cái tâm nhất nhân, tức là tâm chỉ có một nhân tương ưng. Tâm nhất nhân này là tâm bất thiện, chứ không thể là tâm tình hảo. Tâm tình hảo không có tâm nào nhất nhân cả. Còn tâm bất thiện có tâm nhất nhân, đó là hai tâm si. Vì hai tâm si nó chỉ có một nhân là nhân si mà thôi. Thì khi mà chúng ta nói đến pháp bất thiện mà thuộc về chánh kiến của chúng ta, hiểu về cái pháp bất thiện là như thế này. Trước hết là chúng ta phải hiểu cái pháp bất thiện ở đây, nếu nói theo thực tính thì nó gần và hai vị tâm sở phối hợp với tâm bất thiện. Cái pháp bất thiện chúng ta cũng nên nói thêm là cái gì thuộc về thân ác, thân ác hạnh ca với đối chơi đi tắc, khẩu ác hạnh quá chi đối chơi đi tắc, và ý ác hạnh mát nô đối chơi đi tắc, thì cái đó là pháp bất thiện. Nhưng hiểu rõ cái pháp bất thiện như vậy chưa đủ, chúng ta phải hiểu rõ căn bất thiện, tức là tham sân si. Như khi nãy chúng tôi có dẫn chứng ở trong cái bài kinh Chánh Tri Kiến mà tôn giả Sariputta đã thuyết. Cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến cái pháp thiện là chúng ta phải biết rõ pháp thiện ở đây là 37 tâm thiện, 38 sở hợp. Hay là pháp thiện ở đây tức là chỉ cho 10 thiện nghiệp đạo của Sa Lắc Cầm Ma Bà Tháp.
hay là 10 phước nghiệp sự của nhân kỳ giáo quả thú, bố thí trì giới tu thí cung kính phục vụ chính pháp thuyết pháp hưởng phước thiện phước là cái chánh thí. Đó là chúng ta hiểu về cái pháp pháp thiện, nhưng mà chưa đủ, bởi vì cái pháp thiện đó chúng ta phải hiểu căn thiện akusala, gọi là kusala mulaka, tức là vô tham vô sân vô si, hay gọi là ba nhân thiện. Thì ở trong kinh Tạng thì chỉ đề cập đến pháp thiện, pháp bất thiện, căn bất thiện, pháp thiện, căn thiện. Nhưng ở trong tám pháp còn nói thêm nữa là có cái pháp tịnh hảo và căn vô ký. Pháp vô ký ở đây tức là chỉ cho 52 tâm, nó chỉ cho cái tâm quả hữu nhân, tâm quả hữu nhân. Tức là 8 đại quả, 9 quả nếu đại là 17, cộng thêm 20 quả sự thế nữa thì là 37 tâm quả hữu nhân. Và tâm tố thì chúng ta chỉ kể 9 tâm tố đấu đại và 8 đại tố thì vậy có 17. Thì những cái tâm quả tâm tố đó với 38 sở hữu hợp, 38 tâm sở phối hợp thì đây gọi là pháp vô ký. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ cái căn vô ký là nhân vô tham vô sân và vô si phối hợp với những tâm này, chúng ta phải biết rõ như vậy. Khi chúng ta biết rõ như thế đó thì được gọi là được người có chánh tri kiến. Người Phật tử chúng ta, người Phật tử chúng ta đừng có hiểu rằng là chỉ cần biết được pháp thiện để biết pháp bất thiện để mà ngăn pháp bất thiện đủ rồi. Thế sao lại phải hiểu thêm căn thiện, căn bất thiện chi? Thưa quý vị, thực ra thì nói rằng chúng ta biết cái pháp thiện chúng ta chưa phải là hoàn toàn thực hành đúng cái pháp thiện. Tại sao? Vì chúng ta không biết rõ căn thiện là như thế nào. Thấy một người đi đến chùa hay là phóng sanh, mua nhiều con vật để thả, chúng ta tưởng đâu là làm như vậy là làm thiện hoàn toàn, như không, thưa quý vị. Khi mà chúng ta hiểu được cái căn thiện đó thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta cũng đi làm phước, nhưng mà trong lúc đi làm chúng ta lại có cái nguyện vọng, có cái sự khao khát cái quả của cái việc phước đó để được sanh cõi trời, cõi người, sanh làm người sẽ là cái người có nhiều tài, nhiều quyền, nhiều quyền lực, vân vân. Thì lúc đó thưa quý vị, là cái chuyện làm phước của chúng ta ngoài nói là cái chuyện làm phước, nhưng mà thật sự nó có xen lẫn cái pháp bất thiện là tham ở trong đó, có sự dính mắc quả dị thù.
Cho nên chúng ta khỏi cần phải hỏi ai, hỏi một vị cao tăng nào là con làm như vậy con có phước trọn vẹn không. Chúng ta chỉ cần học để chúng ta biết được trong lúc chúng ta làm phước thì cái tâm này có phải là hoàn toàn không bị dính mắc hay không, thì tự chúng ta trả lời được. Chứ nữa, khi mà chúng ta làm phước đó, đi vào chùa mà chúng ta thí chủ gặp những cái việc mà trái ý nghịch lòng, phiền hà với người này với người kia, rồi cái tâm mình nổi nóng hay mình phát cáo lên, thì trong trường hợp đó là chúng ta nên biết rằng là chúng ta có bị xen lẫn. Bởi vì cái tâm thiện hoàn toàn là phải là cái tâm mát mẻ, tâm vô sân. Thì chúng ta biết rõ như vậy khi chúng ta thiết lập lại cái tâm thiện của mình sau cho nó đúng với cái đặc tính của nhân vô tham, nhân vô sân, thì như vậy tâm thiện đó mới là hoàn toàn tốt. Nhưng chưa đủ. Nếu mà chúng ta đi làm phước, chúng ta chỉ là làm theo cái nghi thức lên tắc bạch, rồi mình tự tay cúng dường, nhưng mà hoàn toàn lúc đó chúng ta không có một cái sự khéo tác ý. Mình làm phước để làm cái gì? Để gột rửa cái tâm bổn sẻn ô nhiễm. Cái việc làm phước chúng ta phải có tác ý, cái sự bố thí, cái sự trì giới này, thiện pháp này là vật trang điểm cho tâm, là tư cụ cho tâm. Chitta lankara, chitta parikara, để cho cái tâm thiện nó lớn mạnh, và một lúc nào đó chúng ta quán triệt được chân tướng của các pháp vô thường, của nó vô ngã, diệt trừ phiền não và chứng đắc niết bàn. Khi mà chúng ta có sự khéo tác ý như vậy, gọi là có tâm hợp trí, chúng ta làm phước với tâm hợp trí. Cho nên đối với người Phật tử mà có học thắng pháp, có sự tư duy theo thắng pháp, chúng ta biết rõ là tâm thiện nó có nhân thiện như thế nào, thì người đó họ làm phước với cái tâm tốt đẹp hơn là cái người không hiểu biết gì hết. Thấy người ta làm mình ngó theo rồi mình cũng bắt chước làm theo, như thật sự mình không có trang bị đầy đủ cái nhân tố ở trong cái tâm thiện, vô tham vô sân và trí tuệ, chúng ta không có trang bị. Còn khi mà chúng ta khởi lên cái tâm tham, hay là khởi lên cái tâm nóng nảy bực bội, thì chúng ta cũng nhờ có cái nhân bất thiện, tham sân và si, cho nên chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là tâm tham, đây là tâm sân, hay đây là tâm si. Chúng ta có thể nhận ra được. Có những người họ tự biện hộ cho rằng là mình đi làm
mình thu hoạch được tài sản nhiều, mặc dù mình có cái sự hoan hỷ ưa thích cái tài sản phát sanh đó, nhưng mà mục đích là để đi, để có tiền đi làm phước. Như vậy cái đó là tâm thiện chứ, cái đó là tốt chứ, đâu phải là xấu. Nhưng mà thưa quý vị, lúc nào mình làm phước thì đó là tốt, nhưng mà lúc mà tài sản mà nó phát sanh và tâm của mình có sự dính mắc ưa thích thì lúc đó là tâm xấu, tâm tham. Cũng như có người họ nói rằng cha mẹ vì muốn cho con nơi cho nên phải rầy la, phải đánh, phải chửi nữa. Thì như vậy cái đó sao gọi là mang cái nghiệp xấu được. Nhưng mà thưa, một cái khám phá ta biết rằng không cần biết là cái mục đích của cái lời nói đó là cái gì, không biết rằng cái hành động đó là nhằm cái mục đích gì. Chỉ là khi mà chúng ta đánh đập bằng cái tâm sân, có nhân sân ở trong đó, hay là chúng ta mắng chửi bằng cái tâm sân, thì như vậy kể như là chúng ta đã mang cái khẩu nghiệp bất thiện và cái thân nghiệp bất thiện rồi. Dễ hiểu lắm thưa quý vị. Chúng ta tự mình phán xét qua cái sự học hiểu của mình, rồi tự mình phán xét. Chúng ta tự mình phán xét là trường hợp này tốt hay là xấu, thân hành này nó là thiện hay là bất thiện. Chúng ta tự phản tỉnh, nó đưa đến cái sự an vui, quả an vui, hay đưa đến quả đau khổ, chúng ta tự biết. Thân hành khẩu hành ý hàng ngày được bậc thiện trí thức tán thán, khen ngợi hay là chê bai, chỉ trích, chúng ta tự biết. Mà nhờ biết như vậy cho nên chúng ta tu tập theo cái bài kinh Ampalathika, cái bài kinh mà giáo giới ra hồ la, tu tập phản tỉnh. Đức Phật dạy ra hồ la, khi mà làm cái gì, nói lời gì, ý suy nghĩ cái gì, cần phải phản tỉnh xem cái hành động của mình đó, đã làm đó nó thiện hay là bất thiện, đưa đến quả khổ hay là quả vui, được người trí tán thán hay người trí chỉ trích. Phải phản tỉnh như vậy, phải tu tập phản tỉnh về khẩu hành, lời nói, đã nói, đang nói và sẽ nói. Phản tỉnh về ý hành, đã suy nghĩ, đang suy nghĩ và sẽ suy nghĩ. Nếu mà chúng ta biết rõ về cái pháp thiện và căn thiện, biết rõ về pháp bất thiện và căn bất thiện như thế nào, thì lúc bây giờ chúng ta tu tập phản tỉnh mới được thưa quý vị. Ở đây khi mà chúng ta học về thắng pháp, chi pháp nói ra là như vậy, những thuật ngữ Phật học chuyên môn trình bày là như vậy, những con số là như vậy. Nhưng mà quý vị đừng có để cho mình bị đau đầu, khó nhớ quá. Nhưng không, thưa quý vị, chúng ta có thể ứng dụng thắng pháp như là một công thức cho việc tu tập theo tạng kinh. Hồi nãy đến giờ là chúng tôi dùng cái công thức trong thắng pháp để chúng tôi xuống cho quý vị ở trong những cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh tạng, hay là các vị thinh văn đệ tử Đức Phật đã thuyết, như ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn. Thì trường hợp đó nó quá rõ ràng,
nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu chiều sâu. Quý vị nhớ là khi mà chúng ta học Phật pháp chúng ta hiểu rộng chưa đủ, mà chúng ta phải hiểu cái chiều sâu. Vì chúng ta hiểu rộng tức là tạng kinh, trường bộ, trung bộ, cái gì nói ra mình cũng biết. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu theo cái chiều rộng thôi, nhưng mà chiều sâu, sâu sắc hơn đó thì chúng ta lại không biết. Như là nói về pháp thiện, pháp bất thiện thì mình hiểu, nhưng mà nói với căn thiện, căn bất thiện, nó tương ứng với tâm bất thiện, căn thiện tương ứng với tâm thiện như thế nào, chúng ta không không có biết, không rõ. Thì như vậy gọi là chúng ta không hiểu được cái chiều sâu. Chúng ta nên hiểu Phật pháp theo chiều sâu, mà chúng ta cũng nên hiểu Phật pháp ở cái chiều rộng nữa. Ở chiều rộng thì là trong các cái bài kinh chúng ta đều nhớ, đều biết. Cái này gọi là tham bát bát ti sam phida, tức là pháp đạt thông, là hiểu theo cái chiều rộng. Nhưng mà nghĩa đạt thông athat patisamphida, nghĩa đạt thông thì cái đó là hiểu theo cái chiều sâu. Thì ý nghĩa này hôm nay chúng tôi trình bày cho quý vị trong cái bài học Toát yếu về nhân khi chú Sangha, một trong sáu cái khía cạnh của tâm sanh mà trong thắng pháp chúng ta đang học. Bây giờ thì để thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng chủ trì điều hợp cho cái buổi thảo luận với cái đề tài hôm nay, để giúp chia sẻ cho Phật tử hiểu rõ thêm. Chư tăng, chư các vị giảng sư chúng ta giống như là những bông hoa ở trong một cái vườn hoa, mỗi vị có một cái màu sắc sẽ tô điểm làm cho cái lớp học, cho cái bài học của chúng ta nó ngoạn mục thêm, nó có ý vị thêm. Cho nên xin Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa đang các vị giúp tiếp giùm mình. Xin khung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bồ Tát. Sa thú kính truyền Thượng Tọa Tổ Sư. Bạch Thượng Tọa Tổ Sư, trước khi Chư Tăng thảo luận, có vài điều muốn hỏi Thượng Tọa Tổ Sư, rồi sau đó chỉnh Thượng Tọa Tổ Sư đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Tổ Sư, thường thường á, thì người ta nghĩ rằng si á, là đối lập với trí tuệ, gì đó. Nhưng mà cái tâm tình hảo mà ly trí á, thì nó vừa không có mặt trí tuệ, mà nó vừa không có mặt của si. Thì đó nghĩa thì tôi giải thích rõ là một cái tâm thiện mà ly trí á, nó khác như thế nào với một cái tâm mà không có si. Mặc dù chúng ta đã hai cái đối lập, tức là có cái này không có cái kia, nhưng mà có những cái tâm thiện mà
vừa là không có si mà vừa không có trí tuệ, thì một người bình thường nên hiểu sao về điểm này? Kính thỉnh thầy con. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hai vấn đề đó khác nhau. Khi mà vắng mặt trí tuệ mà có si, thì cái đó là một cái sự dốt nát, cái sự ngu si. Do cái tính chất của moha, si mê. Còn một trường hợp tâm không có si nhưng mà lý trí vắng mặt cái trí tuệ, thì cái lúc đó vì không phải là cái sự ngu dốt si mê, mà là vì không có tương ưng trí, không có hiểu rõ cái đó thôi, không có hiểu rõ vấn đề thôi, chứ không phải là dốt nát, không phải là si mê. Cho nên đối với vị A-la-hán, cái tâm đại tố Mahakriyacitta, có những trường hợp mà vị A-la-hán ngài không cần sử dụng trí, cái tâm tố của ngài hoạt động khi thấy nghe hoặc là đi khất thực hoặc là lúc đắp y mang bát đại tiện tiểu tiện, ngài không có cần phải dùng trí, thì lúc đó là tâm ly trí. Nhưng mà tâm ly trí này không có nghĩa là lúc đó ngài bị vô minh chi phối, ngài đã diệt tận được vô minh rồi. Một cái trường hợp thí dụ hồi nãy trước giờ mà đi vào rừng đó thưa quý vị, là từ hồi 6 giờ chiều rồi cho đến gần 8 giờ, lúc đó chùa chúng tôi bị cúp điện tới hồ. Nhìn chung quanh không thấy đường. Nhưng mà bây giờ đã có đèn sáng. Nhưng mà khi chúng tôi đang nói chuyện thì chúng tôi nhắm mắt lại, chúng tôi nói, chúng tôi không có nhìn, thì chúng tôi cũng không thấy cái gì ở trước mắt. Nhưng mà cái trạng thái không thấy vì không có để nhìn thôi, chứ không phải là tối, nó khác nhau. Cái trường hợp chúng ta ở trong bóng tối mà chúng ta không thấy đường, cũng giống như là
trường hợp mà bị vô minh nó chi phối, vô minh nó bao phủ, có sự si mê bao phủ. Còn cái trường hợp mà chúng ta cái tâm tịnh hảo lý trí cũng giống như là trường hợp không phải là tối, nhưng mà tại vì chúng ta không có mở mắt nhìn, chúng ta nhắm mắt lại, hoặc là chúng ta mang cái đồ che mắt để cho nó dễ chịu, cho thư giãn con mắt á, thì trong trường hợp này là khác. Hoặc là chúng ta hiểu như là trường hợp một người không thấy do bị mù, còn một người không thấy do họ không có chịu nhìn, họ nhắm mắt không chịu nhìn là khác. Hai trường hợp khác nhau, chứ đừng có nói anh A không thấy ở phía trước, anh B cũng không thấy ở phía trước, cả hai anh đều bị mù, không phải như vậy. Một anh không thấy đường ở phía trước là vì anh ta bị mù con mắt, giống như là cái người không có trí tuệ vì si mê nó chi phối. Còn một người không có thấy ở phía trước vì anh ta nhắm mắt lại, thì giống như là một người, giống như là trường hợp tâm ly, tâm tình hảo trí vậy đó. Thì đây là những cái thí dụ và những ý nghĩa mà chúng tôi xin trình bày để chia sẻ với quý vị. Rất quan hỷ giờ này có thêm, có Thượng tọa Tề Quyền nữa. Xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Trọng trở lại Nam Mô Bổn Tài. Sa thu kính trưng Thượng tọa Thượng sư. Bất Thượng tọa tôi say điều nữa rồi, chúng Thượng tọa đi nghỉ. Thứ nhất là tại sao khi mà Đức Phật ngài dạy về nghiệp á, thì có một loại nghiệp là nó hỗn hợp, là nghiệp trắng nghiệp đen, kết quả đen lẫn trắng. Nhưng mà nghiệp thì có hỗn hợp đen trắng lẫn đen, nhưng mà sao tâm á, thì lại rạch rồi. Tâm thiện là tức thiện, thiện là thiện, bất thiện là bất thiện, vô ký là vô ký, không có thứ tâm hỗn hợp cả hai cái nhân thiện và nhân bất thiện. Xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trở lại. Kính bạch trên tầng, kính thưa quý vị, thật sự cái pháp thực tính thì hễ cái pháp trắng thì pháp trắng, pháp đen thì pháp đen. Cái nào là pháp bất thiện thì nó chỉ có những cái bất thiện tương, còn cái nào là pháp thiện thì nó chỉ có hành quẩn tịnh hảo tương ưng thôi, không thể có cái hành quẩn bất thiện và hành quẩn tịnh hảo sinh chung trong một cái tâm được. Nhưng mà sở dĩ ở trong kinh Tạng khi mà nói đến nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp có trắng có đen, kết quả cũng có trắng có đen, thì ở đây thưa quý vị, trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là có người họ làm thiện
trong đời sống của họ, họ làm thiện cũng có, làm cũng có. Như là một người đi cướp của người giàu và bố thí cho người nghèo, thì bố thí cho người nghèo thì đó là một cái nghiệp trắng. Nhưng mà đi cướp giật tài sản của người nhà giàu, thì đi cướp giật tài sản của người khác thì đó là cái nghiệp đen. Mình, người đó họ vừa làm, họ vừa tạo cái nghiệp bất thiện mà vừa tạo nghiệp thiện. Và giữa cái khoảng cách làm thiện và bất thiện đó, nó có cái khoảng cách. Mặc dù cái khoảng cách đó thì mới vừa đi cướp ở bên kia về bố thí lại, giúp đỡ lại cho bên đây, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng có cái khoảng cách. Trong cái khoảng cách đó thì chư vị không được kể chung là trong một sát na, trong sát na mà lẫn lộn giữa bất thiện và thiện không thể có, không thể có. Lúc nãy anh ta đi cướp của người giàu thì lúc đó là cái sát na tâm bất thiện, tạo nghiệp bất thiện, nghiệp đen. Rồi bây giờ anh ta lấy cái của mà cướp được đó, anh ta đem chia lại cho cái người nhà nghèo, thì lúc đó là tâm thiện nó phát sinh. Thì tâm thiện là tâm thiện, tâm bất thiện là bất thiện. Nhưng mà hai tâm này nó đều có thực hành, nó đều có thực hành ở trong một cái thời gian gần nhau, cho nên mới gọi là cái nghiệp trắng và đen, kết quả trắng và đen. Như trường hợp một ông bá hộ tại thành Sau Thi, ông ta chết, Đức Vua Bá Xê Na Đí đi đến để tiếp quản tài sản của ông ta, xung đột quốc khố, vì ông ta không có con thừa kế. Rồi Vua Bá Xê Na Đí đi đến Đức Phật, ông bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng là ông Bá Hộ Cô Xí Á này rất là giàu, tài sản nhiều, nhưng mà lúc bình sinh là ông ta sống như một người nghèo khổ, không dám ăn, không dám mặc. Chết để lại tài sản một đống như vậy, do tạo cái nghiệp gì mà như thế? Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng trong đời quá khứ, tiền thân của Bà La Môn đó, ông ta cũng là một người rất là bổn sẻ và không có tin thiện ác quả báo. Ông ta ít bao giờ mà cho ai cái vật gì. Như một ngày kia khi mà ông ta có việc mở cửa bước ra ngoài đường, thì ông ta gặp Đức Phật, một vị Phật Độc Giác, một vị Sa Môn đi khất thực. Thì lúc đó, hôm nay sao tự nhiên tâm của ông ta lại tốt bụng? Ông ta nói với bà vợ là hãy
cho vị sa môn đó một chút ít vật thực gì đi, rồi ông ta đi. Bà vợ nghe ông chồng dặn dò gì chứ, thì ở nhà cũng có những cái vật thực ngon lành, bà sắp xếp để mà cúng dường cho Đức Phật Độc Giác, đặt bát cho Đức Phật Độc Giác. Một lát sau bà La Môn đó đi về, ông muốn tới, ông thấy vị sa môn này còn đang đi trên đường thì đi ngược chiều ông ta đến gần, ông ta mới dỡ nắp bát ra, ông ta nhìn thấy những cái vật thực ngon từ nhà ông ta, thì ông ta khởi lên cái tâm thiết luôn. Ông ta nói vật thực này phải chi để ở nhà ăn, hoặc là để nuôi tôi tớ trong gia đình, thì như vậy nó giúp việc cho mình còn tốt hơn là để cho vị sa môn này không có làm lợi ích gì cho mình hết. Ông ta khởi lên cái tư duy suy nghĩ như vậy, thì kết quả là khi mà ông ta hết cái kiếp sống của ông ta, tái sanh ở cảnh giới khác, kiếp đầu ông ta sanh ra ông ta cũng được giàu có là bởi vì do cái tác ý bố thí lúc ban đầu, nhưng mà vì sau khi làm phước xong ông ta khởi lên cái tâm thiết núi, chính cái tâm bổn sẻn đó đó nó lại thành cái quả đen, khiến cho ông ta giàu có tiền bạc tài sản đầy nhà, nhưng mà ông ta lại không muốn ăn, không muốn dùng, không muốn sử dụng tài sản đó. Thế là ông ta chỉ giữ của thôi, và ông ta sống đời sống lây rất nghèo khổ cho đến chết, không ăn được cái ngon, không mặc được cái đẹp. Cái đó cũng là cái trường hợp này chúng ta gọi là nghiệp trắng và đen. Thì kết quả trắng và đen là cái gì? Thì hai cái sự kiện này khác nhau, cái khởi tâm bố thí, cái nghiệp trắng đó là một sát na tâm khác, và sau đó ông ta hối tiếc là một sát na tâm khác, chứ không thể là nhập cục được. Nhưng mà vì ở trong kinh tạng ngài nói như vậy để cho hiểu, để cho người nghe họ hiểu dễ lĩnh hội, cho nên là ngài nói nghiệp trắng và đen thì kết quả cũng trắng và đen. Vì lúc ban đầu thì ngài nói cái điều thứ nhất, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen. Rồi thứ ba, ngài nói nghiệp trắng và đen kết quả cũng trắng và đen, nó lẫn lộn. Rồi đến cái thứ tư thì ngài nói nghiệp không trắng không đen, kết quả không trắng không đen. Thực ra cái nghiệp không trắng không đen đó là chỉ cho cái hành động của vị A-la-hán. Một vị A-la-hán khi ngài đã chánh được phiền não ái rồi đó, thì cái hành động của ngài chỉ là kriya, là duy tác thôi, chứ không có quả của hành động. Thì cái nghiệp đó là nghiệp không trắng không đen, tức là không phải không thiện không bất thiện. Thì bây giờ nói cho nó đủ bốn cái khía cạnh thì ngài nói là kết quả không trắng không đen. Thì cái chữ kết quả không trắng không đen đó không phải là cái kết quả của một cái loại nghiệp không trắng không đen, mà là cái trường hợp này nó không có quả báo gì cả, nó không có tạo thành cái quả báo. Thì
Sẵn chúng tôi nói thêm cái điểm này cho vị vị nghèo chút. Rồi bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa giảng đáng trở lại Nam Mô Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa tu sư. Bạch thượng tọa tu sư, nhưng chúng ta nói về nghiệp đó, muốn hỏi thượng tọa tu sư một chúng ta nghĩ trả lời thêm là chúng ta thấy trong cuộc sống này đó, có đôi khi chúng ta phải lựa chọn giữa cái tâm tâm thiện và nghiệp thiện. Ví dụ như là có những người Phật tử đi hành hương, nếu họ không có làm phước gì hết, họ đi đi theo phái đoàn thôi, họ đi một cách rất là nhẹ nhàng thì họ giữ được tâm thiện. Họ giữ được tâm thiện. Quý vị qua hiện trời chút xíu, đi rồi về. Nhưng mà rồi có những người Phật tử họ là làm phước, mà khi làm phước á, thì đôi khi trong cái việc tổ chức làm phước á, nó lại có những chuyện phiền não phát sinh. Phiền não phát sinh làm người này chậm, người kia làm sai, người nọ làm không vừa ý, vân vân. Bây giờ họ có hai sự lựa chọn. Một á, là đi hành hương chỉ giữ tâm thiện thôi, không có phiền não có gì, nhẹ nhàng. Hai là dấn thân làm việc, giống như hiện tại những người dấn thân đi cứu trợ những người bị bệnh trong đại dịch, những bị đói trong đại dịch chẳng hạn. Mình dấn thân thì có phiền não, gọi là có cái tâm bất thiện. Thì nếu để làm sự lựa chọn giữa giữa nghiệp thiện và tâm thiện thì thượng tọa khuyên là nên lựa chọn cái nào? Xin kính thưa thượng tọa. Nam Mô Bổn Thầy, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Chúng ta nên lựa chọn là giữ cái tâm thiện. Vì sao vậy? Vì khi mà người này suốt cả ngày họ giữ được cái tâm niệm thiện thì tâm của họ sẽ được an lạc, họ sẽ sống được sống an lạc. Chữ an lạc ở đây là an lạc tinh thần. Mà khi cái tâm thiện được an trú thì chính do vậy người này không có nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Là người này tạo được cái phước đức. Mà khi người này có cách gì để họ duy trì được tâm thiện suốt thời gian dài từ sáng cho đến chiều bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy trong trường hợp này là họ đã có cái sự tác ý tu tập và họ tạo cái phước trí. Thì khi có cái phước đức và phước trí thì đời của họ an lạc và họ cận kề với cái việc mà chứng đắc đạo quả, đoạn trừ phiền não nó dễ hơn. Tuy nhiên, nếu một người chỉ tạo cái phước đức và phước trí bằng cách là an trú tâm thiện suốt cả ngày, không có chịu dấn thân xả tài để làm phước, để giúp đỡ, để san sẻ cho người khác,
Thời như vậy họ thiếu một cái loại phước, và đó là phước Phật. An vui thì có an vui đó, có cái sự tiến bộ, bộ tinh thần, sự tiến bộ đó. Nhưng mà có điều là vì do nhân không muốn bố thí, cho nên người này sẽ sống trong cái cảnh thanh bần, cái quả dị thục sống trong cảnh thanh bần là thiếu thốn. Và khi xuất gia, mặc dù có cái khả năng đắc được đạo quả, nhưng mà với cái vị xuất gia mà thiếu cái phước bố thí trong đời quá khứ, thì vị này đời sống về những nhu cầu vật chất thì rất là khan hiếm, mà trong cái Đức Phật gọi là không được lời mời, không được lời mời, tức là không được mời đi cho tăng, chỉ có đi khất thực thôi. Nhưng mà đi khất thực thì chưa chắc, đi khất thực thì chỉ có do nhờ cái quy lực của vị đó, do phước đức và phước trí, cho nên vị đó chỉ có đủ phát sanh để mà dặn bụng thôi, chứ không có được no đê. Chắc có lẽ là khi mà chúng ta học tương bộ kinh một thời gian sau đó, chúng ta sẽ gặp cái bài kinh đó. Để chúng ta biết rõ cái trường hợp là người có bố thí mà không giữ giới, hay là giữ giới mà không có bố thí, cái quả dị tục nó khác nhau. Còn ở đây đó, khi mà một người chỉ chuyên lo bố thí, và trong lúc bố thí từ thiện họ không có được thường xuyên giữ được cái tâm thiện, có đôi khi sân si nó khởi lên, có đôi khi sân si nó khởi lên, thì trong trường hợp này họ tạo cái phước vật chất. Nhưng mà trong trường hợp đó họ sẽ bị cái tình trạng gọi là có nghiệp trắng và đen lẫn lộn, cho nên quả tương lai sẽ có trắng. Cái trường hợp này nó cũng mệt lắm thưa quý vị. Cho nên người Phật tử chúng ta phải luôn luôn nhớ thế này: 10 phần chúng ta nên tạo phước Phật 2 phần thôi. Còn 3 phần là chúng ta nên tạo cái phước đức, tức là chúng ta giữ cái tâm thiện, từ bi hỷ xả, chúng ta không nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Rồi 5 phần đó là chúng ta nên tạo cái phước trí, và chúng ta luôn luôn quán xét nhà bị bệnh bị chết, thấy cái sự nguy hiểm ở trong các cái lỗi nhỏ nhặt, chúng ta thấy sợ hãi luân hồi vân vân, thì chúng ta tạo cái phước trí như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng đến gần đạo quả. Còn 3 phần phước đức là để tạo cho chúng ta cái đời sống hữu dư y niết bàn đó, thì chúng ta có cái sự an vui, không có bị người khác gây hại cho mình, không có bị người ta chửi mắng, dù không có phần. Nhưng mà chúng ta cũng tạo 2 phần phước vật để mà chúng ta ở tại gia, thì chúng ta cũng có tiền của để chúng ta chi dụng. Mà khi xuất gia thì ít nhất thì chúng ta muốn in kinh sách, chúng ta cũng phải
có được phát sanh tiền để mà in kinh chứ, chứ viết viết soạn kinh sách ra mà để đó không ai giúp hộ độ để mà mình có được cái kinh phí mà mình in kinh sách thì cũng tiếc thưa quý vị. Ngài Hòa Thượng lịch sử hồi xưa ngài nói vậy, ngài nói vậy cũng phải tạo cái phước phật để sau này muốn in kinh sách vẫn có tiền bạc để mà in. Thì nói một cái cạnh, còn cái cạnh kia nữa là khi mà chúng ta có phước nhiều đó, một vị trụ trì mà có cái phước phật nhiều có thể làm chỗ nương cho các vị sư trong chùa. Những vị mà thiếu phước họ sống ở gần mình, họ biết tùy hỷ thì họ cũng hưởng lấy cái phước đó, họ no cho đến nỗi đói. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đăng Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư thật ra đáp lễ Thánh Thượng Tọa đi nghỉ, nhưng mà có lẽ Thượng Tọa còn hiểu giúp cho một câu nữa rồi thôi. Chúng ta thấy ở trong sáu nhân đó thì cái nhân si đó, nó có nhiều cái ảnh hưởng. Khi nó đi một mình ở trong hai tâm si đó, thì nó ảnh hưởng đến những pháp đồng sanh. Và khi si mà đi ở trong tham, tham tâm sân thì nó lại có cái ảnh hưởng đối với tham và sân. Nhưng mà ở trong thắng pháp cũng như trong kinh đạn cũng nói rằng si hay là vô minh nó có ảnh hưởng toàn bộ cái sở hành của chúng sanh khi mà tạo nghiệp quả. Thì ba cái ảnh hưởng đó, đó nó có giống nhau. Dạ, giống như là si ảnh hưởng trong tâm si, si ảnh hưởng đối với tham và sân, si ảnh hưởng đến cả tâm thiện và tâm bất thiện. Thì ba cái ảnh hưởng nó có cái cách ảnh hưởng giống nhau hay là nó nên ảnh hưởng khác nhau và chúng ta nên hiểu nó khác nhau. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoàng Thiện trở lại. Là một cái thời gian kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ba cái ảnh hưởng rất nó khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà trước nhất á, thì chúng ta nói về pháp thực tính trước, sau đó chúng ta hãy nói về cái ý nghĩa thưởng thức. Si mà nó cộng tác với tham hay là cộng tác với sân thì đó là trường hợp câu sinh duyên xa cha tác với cha giả, hữu tương duyên tương duyên anh em bay nhớ với cha giả hay là xong vô tập với cha giả là nó động sanh với tham và sân và nó hòa quyện với tham sân và nó trợ giúp qua lại tham sân để mà nó tạo một cái tâm bất thiện có một cái mãnh lực vô cùng nguy hiểm. Thì một cái trường hợp mà chúng ta nói ở đây khi mà si đi một mình đó, nó không có đồng sanh, không có hữu tương tương ưng với tham sân mà nó chỉ đi một mình, như là trường hợp tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật, thì cái đó là nó yếu, nó yếu lắm thưa quý vị. Đến nỗi mà
cái tâm si phóng dật nó không đủ sức để mà nó tạo ra cái quả thức tái sanh. Quý vị nên nhớ là mặc dù 12 tâm bất thiện đều tạo ra 7 quả bất thiện, trong đó có tâm quan sát quả bất thiện, nhưng mà quan sát quả bất thiện của 11 tâm kia đó, thì cái tâm quan sát bất thiện này nó còn làm cái thức tái tục bất thiết sanh thiết quy nha năng được. Nhưng mà tâm si phóng dật thì nó chỉ tạo ra cái thức bình dật và quá tiết cà lá và quá tiết quy nha năng thôi, chứ nó không có tạo ra cái thức tái tục được, nó yếu quá. Trong khi cái tâm tham có si, tâm sân có si thì nó tạo ra quả thức tái tục bình nhật đủ hết và dẫn đi tái sanh. Còn cái tâm si vừa nghi sở dĩ mà nó tạo ra cái thức tái tục được là bởi vì nó còn ảnh hưởng cái mãnh lực của cái tâm sở hoài nghi. Nói cái này thì hơi dài dòng chút xíu, nhưng mà sao quý vị chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày lại. Thì đó là ảnh hưởng hai trường hợp của si mà vô minh mà ảnh hưởng cho tâm thiện đó. Bây giờ chúng ta nói cái trường hợp khác, đó là trường hợp cũng là si vô minh mà nó duyên cho hành, tức là duyên cho phi phúc hành bất thiện, phi cho duyên cho phúc hành punya sankhara, tức là nghiệp thiện dục giới sắc giới về, và nó duyên vô minh nó duyên cho bất động hành, tức là duyên cho thiện vô sắc giới. Thì ở đây cái sự ảnh hưởng của vô minh hay là của si mà nó trợ cho hành động nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó sẽ tạo ra cái quả luân hồi, tạo ra cái quả luân hồi. Bây giờ chúng ta nói cách như thế này, nếu một người mà họ ngồi lại hành thiền, họ dùng cái tâm thiện dục giới, cái tâm đại thiện đó, họ tùy quán vô thường khổ đau vô ngã, họ sanh cái tâm nhàn chán đối với các pháp hữu vi, họ thấy sự nguy hiểm adinawat nha nó ở trong cái danh sắc này, thì cái tâm thiện đó nó không bị tác động bởi vô minh, cho nên cái tâm thiện này dễ dàng để vượt thoát luân hồi và tiến hành đến đạo quả. Còn khi mà một người làm thiện mà còn bị ảnh hưởng bởi vô minh, tức là cái tâm còn tham muốn được tái sanh ở cõi người, cõi trời hay cõi phẩm thiên, mong muốn được tài sản chư thiên, tài sản nhân loại, vân vân, thì cái tâm thiện của họ đó nó chấp nối thêm cái sự luân hồi dày đặc, tạo nên cái gọi là sanh vô chánh ác, tức là nó tạo nên cái dây trói buộc, hay là nó tạo nên
pháp lậu, tức là cái sự ngâm tẩm trong dòng luân hồi, hoặc là ô khá hay pháp bọc bọc lưu, nó cuốn lôi vào sanh tử luân hồi. Cho nên cái hành động mà thiện đó, chúng ta đừng nói đến hành động bất thiện. Hành động bất thiện đương nhiên là dầu cho trực tiếp hay gián tiếp do vô minh, nó cũng đều là tạo quả luân hồi cả. Nhưng mà chúng ta nói hành động thiện thôi. Khi mà cái hành động thiện bị vô minh chi phối thì hành động đó là nó đưa đến quả luân hồi. Còn cái hành động thiện mà không bị vô minh chi phối đó, thì cái hành động đó thì nó đưa đến cái sự thoát ly luân hồi hay xuất ly luân hồi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là không những là phải từ bỏ, phải dẹp bỏ vô minh ở trong tâm bất thiện tham sân si, mà ngay cả vô minh mà nó đến gần với tâm thiện của mình thì mình cũng phải tìm cách mình tiêu diệt nó đi, bằng cách là chúng ta quán vô thường khổ đau vô ngã. Một người mà suốt ngày tu tập quán vô thường, thấy các pháp vô vi sanh diệt như vậy đó, thì người đó sẽ giảm thiểu được tâm tham, bớt được tâm tham, không có dính mắc ở danh lợi, không dính mắc sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Vì sao vậy? Vì họ thấy tất cả đều là phù du giả tạm, là vô thường. Một người mà tùy quán hàng ngày mà thấy được cái đặc tính khổ của pháp hữu vi, cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Từ cái khổ do quá trình sanh diệt cho đến cái khổ do bị bức xúc, rồi cái khổ do bị già bệnh rồi chết, rồi cái khổ phải tái sanh ở cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên, rồi cứ hết tuổi thọ sanh đi sanh lại, sanh đi sanh lại, có khi thì sanh ở kiếp sống vui, có khi sanh kiếp sống khổ. Nhìn thấy như vậy cho nên người này nhàm chán, sợ hãi. Và khi quán cái sự khổ như vậy thì thưa quý vị, là cái tâm sân được giảm thiểu, cái tâm sân được giảm thiểu. Rồi người mà quán cái pháp vô ngã, thấy rằng các pháp như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức, ý thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó đều phải do duyên, duyên con mắt, duyên cảnh sắc, cho nên nhãn thức phát sanh. Rồi cái nhãn thức duyên cho nhãn xúc, nhãn xúc duyên cho nhãn thọ, khổ, lạc, xả, phi khổ, phi lạc. Khi mà họ thấy rõ như vậy thì thời gian sau thưa quý vị, cái tâm của họ sáng lên, thì lúc đó là họ diệt được cái sự si mê, họ diệt được vô minh. Cho nên chúng ta cứ nắm một cái nguyên tắc quán vô thường để hạn chế tham hay đoạn trừ tham, từ bỏ tham. Quán khổ não là để từ bỏ sân, quán vô ngã để từ bỏ si. Để chúng ta cứ lấy nguyên tắc đó để mà chúng ta tu tập thì như vậy ổn. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái sự mà ảnh hưởng của vô minh đó, thì chúng ta nhớ thế này: chính do vô minh đã chi phối, cho dù rằng chúng ta không có thường xuyên khởi lên tâm tham tâm sân, tức là không thường xuyên bị vô minh chi phối tâm tham sân, nhưng mà vì không có hiểu biết
Cho nên vô minh đó nó chi phối cái hành động thiện của mình. Bố thí cũng là bị vô minh chi phối, nó che lấp làm cho chúng ta không thấy được cái nguy hiểm luân hồi, cứ ham muốn bố thí để được tài sản, được sinh cõi trời cõi người, có vân trì giới quý vị. Rồi thậm chí tu thiền chứng được thiền sắc giới, vô sắc giới cũng do vô minh nó chi phối, cho nên ao ước thấy thích thú quá, rồi tự tán ngửi tha khen mình chê người, hay là mong ước được sanh về cõi phạm thiên có tuổi thọ lâu vân vân, thì như vậy khổ lắm thưa quý vị. Cho nên vô minh mà nó đi kèm với tâm tham và tâm sân đó, thì chúng ta thấy được cái bộ mặt của nó dễ hơn, nhận diện cái bộ mặt nó dễ hơn, cho nên dễ diệt trừ. Nhưng mà nhớ là vô minh mà nó đi, nó trà trộn đi gần với cái hành động thiện, bố thí thì giới tu thiền của mình đó, thì coi chừng là chúng ta nhận giặc làm bạn đó nha. Cẩn thận, nguy hiểm lắm thưa quý vị, bởi vì nó sẽ tạo ra cái quả luân hồi dài dẳng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Đi kha cha ra cho tô rất tí đi kha san sát sa yô chả năng đi khô qua la năng san sa rô sắp tham măng ngu cha đa tăng. Cái không hiểu được chánh pháp đó tức là vô minh. Khi mà chúng ta bị vô minh chi phối trong cái hành động, dầu cho cái hành động thiện mà chúng ta tu tập bố thí thì giới tu thiền hàng ngày đi nữa, thì nó vẫn kéo dài cái sự sanh tử luân hồi, nó nguy hiểm lắm. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa cho đẳng vừa nêu như vậy. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân thượng tọa Thủ Siêu, thật xin thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Thưa quý vị, còn một hai phút sau cùng chúng tôi xin nhân đề nhắc được một điều là bài học ngày hôm nay là một thí dụ. Đôi khi chúng ta đọc sơ qua điều gì đó thì chúng ta đừng nghĩ rằng cái đó mình quen thuộc rồi, do sự quen thuộc mình không cần lưu tâm nhiều. Thật ra có rất nhiều đề tài mới nghe thì rất là quen thuộc, nhưng mà chưa chắc gì chúng ta bỏ ra nhiều thời giờ mà chúng ta đã thể thấu đáo được. Chúng tôi lấy một ví dụ như là có rất nhiều người Phật tử khi mà nói về tứ diệu đế khổ tập diệt đạo thì mình nghe nó ôm mấy cái mình đã nghe rồi, đã hiểu rồi, nhưng mà chúng ta làm một sự sai lầm là mình hiểu là tìm chỉ quen mặt chữ thôi, chứ chưa chắc là chúng ta đã hiểu được chiều sâu. Bài học ngày hôm nay học về sáu nhân đó, là đặc biệt xoay vào cái lĩnh vực là thiện và bất thiện, cũng như cái không thiện không bất thiện. Thì thật ra bài học này không có đơn giản. Chúng tôi thưa quý vị rằng để hiểu bài học này đó, là đôi khi chúng ta học rất là kỹ về bát chay vô, tức là về duyên hệ đó, thì chúng ta mới quả quan chúng ta hiểu được một phần nào đó của sáu cái nhân này. Và bài học liên hệ đến sáu nhân này đó là có một ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều cái phần khác nhau của lấy ví dụ như là tại sao con người sinh ra với cái tâm kiết sanh thức nhị nhân hay tam nhân nó khác nhau như thế nào, nó vô nhân khác nhau thế nào, đó cũng là một việc. Nên khi mà chúng ta học Phật pháp đó, một trong những cái lời điểm mà mình học là mình rất là cẩn trọng, rất là cân nhắc và không bao giờ xem thường là mình cái đó mình đã được nghe nói rồi, đã bàn rồi thì mình không cần suy niệm. Thật ra nó không có giảng như vậy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là cái hiểu của chúng ta trong đời sống hàng ngày về thực phẩm đó, là thí dụ như mình ăn rau là tốt hay ăn thứ này là tốt, ăn thứ kia là tốt, nó khác với những cái người chuyên về dinh dưỡng khi mà họ nói rằng cái này là có vitamin 12, có vitamin D, có vitamin C. Cái khi các vị đó họ nói cái đó, họ nói một cái tính cách khác và nó có cái chuẩn xác hơn. Vì vậy với những điểm này đó thì chúng ta mới cảm nhận được rằng tại sao học thắng pháp có cái lợi.
có nhiều thứ mà ở trong kinh tạng chúng ta không thể đào sâu được, như là trong trường hợp Thắng Pháp. Và bài học ngày hôm nay là một cái thí dụ. Thưa vị, ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình Phật học cơ bản, và chúng tôi là người phụ trách chương trình ngày mai. Bây giờ xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thần thoại Đức Phật. Sa thú lành thay, con đã tập ban nhã mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa phi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã ủng trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ. Yang kincir kusalaka mangka apa panggilnya memangkaye nawa jamana sadida se sukatan katang sanyino artiye jasanta sanyino katang punya palang mayan sape pagi pawantu te ye tang katang suwili tang gendang punya palang mayan ye jatan anacanan di dewa dan toa di mekayum sape lokam ye sata jiwanta